Xin chào mọi người, ông Nguyễn là Zonal Certified Educator. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream học vẽ cùng với Zonal vào mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần lúc 9 giờ tối theo giờ Florida. Còn chưa đầy một tháng nữa thôi là đến lễ tình nhân rồi, tức là ngày Valentine đó mọi người. Cho nên hôm nay ông sẽ hướng dẫn mọi người vẽ một cái mẫu design rất là dễ thương, rất là dễ vẽ. Ân vừa mới đặt tên cho nó là ván cờ tình yêu, vẽ sao cho thắng. Ân nói vậy có nghĩa là sao mọi người? Mình vẽ ba trái tim đỏ là phần thắng nằm trong tay mình rồi, đúng không? Ok, thì để vẽ cái mẫu design này, Ân sẽ cần màu đỏ, màu Z-Gel số 86, thì nó ra màu đỏ hơi cam chút xíu. Và Ân sẽ cần màu Z-Gel số 01, thì mình có màu hồng rất là dễ thương. Cái bóng ở đằng sau này nè thì Ân vẽ bằng màu Jolly Full Gel số 18, thì nó trông giống như là thạch vậy đó. Và mình sẽ dùng màu vẽ nét là màu đen trong set Neon Artist Gel màu số 12, màu đen. Và một chai top coat, Ân dùng Crystal Top Coat của Zonal, rất rất là bóng. Ai muốn bóng thì dùng thấp cấp này nhé. Và cây cọ mà ăn vẽ hôm nay thì là cây cọ hai đầu. Một đầu là cây Jelly, dùng để mọi người lấy gel để mình đính rhinestone cũng được. Và cái đầu còn lại là cây Liner 11mm. Thì ăn rất là thích cây cọ này, rất là tiện. Ok, vậy thì bây giờ mình bắt đầu nha. Ăn bỏ cái này qua một bên ha. Lúc nãy Ân đang vẽ cái bàn tay này thì Ân chừa lại một ngón này. Thật ra không phải là mình không có design đâu, mà Ân đang nghĩ là Ân sẽ vẽ một cái ổ khóa bên đây và một cái chìa khóa ở tay bên kia, giống như là mình khóa tình yêu vào tim mình vậy đó, lock nó lại. Cho nên Ân chừa lại ngón này. Thì bây giờ Ân sẽ vẽ hai ngón này cho mọi người coi trước. Hai ngón trỏ thì mình sẽ vẽ một cái ổ khóa và một cái chìa khóa. Hai ngón út và ngón cái thì mình để trống. Rất là dễ thương phải không mọi người? Ok, thì bàn tay bên đây Ân đã sơn rồi. Mọi người nhớ nha, hai cái màu đỏ là chai Z-Gel số 86. Và ba ngón ở giữa thì Ân sơn màu hồng nhạt là màu số 1 ở trong cái Starbucks Lovers Collection. Ok, thì mình sẽ bắt đầu bằng cái ván cờ đi. Thì Ân sẽ mở cái hũ màu ra trước. Đây là hũ màu đen số 12 ở trong cái set Neon Artist Gel, màu rất rất là đặc và rất là dễ vẽ. Ok, thì ông vẽ ngón giữa trước nha. Ngón này thì ông sơn hai lớp màu hồng rồi. Ok, thì ông để cái này ở đây để mọi người dễ thấy ha. Cách ông lấy mực thì cái đường này Ân sẽ lấy mực nguyên cái cọ luôn. Như đây, mình sẽ không có lấy một cái đầu mực bự ở phía trước nha mọi người. Tại vì nếu như vậy, khi mà mình vừa đặt cái nét xuống vẽ, cái nét mực nó sẽ chèm nhem ra. Thì cái đầu của cái nét vẽ của mình nó sẽ rất là bự, sau đó thì nó nhỏ lần phía đuôi. Cho nên là luôn luôn Ân sẽ lấy mực ở dưới và Ân vuốt cái cọ đều. Để mình có một cái cọ mảnh như vậy thôi. Giờ mình sẽ bắt đầu vẽ. Mọi người để ý ha, những cái line mà Ân vẽ ở đây á, Ân không có vẽ cho nó đồng đều với nhau. Ân vẽ một cái dài, một cái ngắn, cái cao hơn, cái thấp hơn. Thì mình sẽ vẽ ha. Bây giờ cái bề mặt của cái ngón giữa này thì Ân sẽ chia làm 3 phần. Cho nên cái đường đầu tiên mình sẽ không vẽ ngay chính giữa, mình vẽ lệch qua phía bên góc trái một chút xíu ha. Mình sẽ vẽ lên cao một chút, thì cái nét còn lại mình sẽ vẽ thấp ở cái đường phía bên phải đó. Ok, một đường như vậy. Sẽ vẽ bên một đường bên đây nữa. Thì mình canh ra khoảng 3 phần. Thì cái phần thứ hai nó sẽ nằm ở kết thúc ở ngay đây. Mình sẽ vẽ một đường nữa ha. Từ đây vẽ xuống dài hơn cái đường bên kia một chút. Ok. Bây giờ anh sẽ vẽ hai đường ngang để chia cái này ra làm 3 phần. Thì anh sẽ vẽ cái này cao lên một chút xíu nữa thôi, cho nó không có thấp quá. Mình sẽ vẽ một đường ngang ha, từ bên đây đi qua
thì mình sẽ hạ cỏ đứng trước. Từ đó mình nằm từ từ nằm xuống, dùng cái phần bụng cỏ kéo ra ngồi. Mình có 3 đường nữa ha. Thằng sẽ vẽ thêm một đường nữa. Sẽ chừa xuống cái ô cho nó vuông thì nó sẽ nằm ở khoảng đây. Nên ân sẽ hạ cỏ từ bên góc này. Kéo qua. Ok. Thì ân sẽ kéo cái này cho nó dài hơn một chút xíu để cái nét của mình nó cái hình ô vuông ở dưới nó vuông hơn. Dài bên đây một chút xíu nữa. Ok, thì mình ra được cái ô để mà mình đánh cờ caro ha. Tại vì ân muốn là chiến thắng trong tình yêu mà, cho nên để cái ở giữa mình sẽ vẽ 3 cái màu đỏ. Thì những cái đường chéo ở bên đó mọi người đánh thế nào cũng được, miễn là mình có 3 cái quân là được. Thì có thể đánh 2 cái trên, 1 cái dưới, hay là 2 cái dưới, 1 cái ở giữa cũng được, tùy ý mọi người nha. Thì ở đây ân sẽ đánh lại giống như bên kia để cho hai bên nó giống nhau. Hoặc là mình có thể vẽ 3 trái tim đường ngang và những cái chéo còn lại mình đánh ô bất kỳ cũng được ha. Thì cái đường chéo mình vẽ 2 đường nhỏ thôi. Mọi người đừng vẽ to quá nha, nó nằm vừa vừa nhỏ nhỏ ở trong cái ô thì nó sẽ đẹp hơn. Ok, mình có một nét. Nét thứ hai mình vẽ dài hơn một chút xíu. Ok, hai nét rồi ha. Bây giờ một cái nữa thì ông vẽ ở góc trên. Thứ hai nét chéo là được giống như chữ X của mình vậy đó. Ok. Tới đây thì ông sẽ hơi đèn trước ha. Thì mình hơi đèn khoảng từ 20-30 giây là được rồi. Khi mà ân vẽ những cái nét liên tiếp nhau á, ân không có hơi nhiều quá. Tại vì anyway chút xíu mình cũng phải hơi đi hơi lại cái tay nhiều lần, cho nên ân hơi khoảng 20 giây là được rồi. Thì ân sẽ lấy ra ân vẽ tiếp. Thì bây giờ ân sẽ vẽ 3 cái trái tim ở giữa nha. Hello bạn Hiếu Ngô. Hello chị Nguyên Phan. Cảm ơn mọi người đã vào xem livestream của ân nha. Mọi người có thể giúp ân share cái livestream và bấm like để cho bạn của mình, những anh chị nào hôm nay không có thời gian xem hoặc là quên là mỗi tối thứ hai lúc 9 giờ mình có livestream trên Facebook của Journal, thì các anh chị có thể xem lại và học vẽ cùng với ân nha. Thì bây giờ ân sẽ vẽ tiếp cái tay bên đây. Ok, thì mình sẽ vẽ cái trái tim. Tại vì ân muốn cái trái tim màu đỏ của mình nó match với lại cái ngón út. Nên ân sẽ dùng cái màu G-Gel số 86 này để ân vẽ cái trái tim luôn. Cái này là nước sơn nhưng mà nó đặc lắm. Đặc lắm mọi người. Ân dùng cái này ân tô màu cũng rất là dễ. Thì mình lau cái cọ đi trước. Ân sẽ wipe cái cọ này. Xong rồi mình sẽ vẽ 3 cái trái tim ở giữa nha. Ván cờ này là không thể nào mà thua được. Khi mà vẽ trái tim á, mới nãy mình vẽ line thì mình lấy một nguyên cọ và để cái đầu cọ rất là mỏng. Khi vẽ trái tim thì ân sẽ lấy mực để một cái viên tròn ở đầu cọ. Mấy chị thấy rõ không? Ân sẽ để một viên như vậy để ân kéo hình trái tim. Thì ân sẽ vẽ hai nét. Mình lấy nhiều hơn chút xíu. Mình thả cái gel xuống cho nó bè ra một chút, xong mình kéo nhẹ xuống. Là mình có nửa trái tim bên phải ha. Ở bên đây cũng vậy, mình lấy cái nét mực bự tròn ở ngay đầu vậy nè. Mình thả xuống cho nó bè ra chút xíu. Mình kéo xuống. Mình thấy không? Mình có nửa cái trái tim bên còn lại. Rất là dễ. Chỗ nào mà mình thấy một bên lớn bên nhỏ, đương nhiên lúc mình thả xuống liền nó sẽ không có đều, thì mình có thể chỉnh lại một chút xíu cho bên kia nó cao lên. Là mình có một trái tim hai bên. Tương tự ở dưới này cũng vậy. Khi mà vẽ những cái trái tim nhỏ nhỏ là ân vẽ vậy thôi à. Ân không có vẽ từng nét rồi mới tô ở trong. Trái tim nhỏ thì ân lấy cọ ân vẽ luôn hai nét luôn. Thì mình vẽ 3 cái trái tim ở giữa nha. Ok, hai nét hai bên. Xong mình kéo lại.
Rồi mình coi tổng quan lại một lần nữa, coi thử là ba trái tim này nó cân chưa, thì ông sẽ làm cho cái trái tim dưới cùng này nó tròn hơn một chút xíu thôi, cho nó đều với ba cái ở trên. Cái nào chưa cân thì mình vẽ lại, chọn lại chút xíu thôi. Ok, mình có ba trái tim. Thì bây giờ ông sẽ hơi đèn ha. Hello Steven. Hello chị Mỹ Vân. Xin chào mọi người. Ok, anh chị nào vào sau á thì ân đang vẽ cái design này nè. Ân mới đặt tên là cái gì mà nãy ân nói là ván cờ tình yêu, vẽ sao cho thắng. Nhưng mà cái này thì thắng chắc rồi. Đúng mọi người. Ok, mình còn một cái ổ khóa ở đây và một cái chìa khóa ở ngón tay bên kia nữa nha. Ok, thì bây giờ mình xong cái ngón giữa nha. Cái chữ love ân sẽ vẽ ở ngón này. Thì mọi người để ý cái ngón tay này ha. Chữ love mình có bốn cái chữ cái. Và ân cố vẽ làm sao cho cái chữ L với chữ V á, nó nằm ở nửa bên trái của ngón tay của khách. Và chữ O và chữ Y thì nó nằm ở nửa bên phải ngón tay của khách. Như vậy giống như là mình tưởng tượng như là cái ngón tay này nó đang chia làm bốn phần vậy. Thì mọi người vẽ trong cái khoảng này thì nó sẽ rất là cân. Thì bây giờ anh sẽ vẽ lên ngón đeo nhẫn này ha. Dùng cái mực mà mới nãy mình sơn cho cái ngón tay út này nè, là cái chai G-Gel số 86 đó, anh sẽ vẽ luôn. Ok, thì bây giờ anh sẽ lấy mực nhiều hơn. Anh lấy mực nguyên cọ. Kế cho mỏng một chút xíu. Thì mình sẽ vẽ cái chữ L trước, chữ L trước. Thì ân sẽ canh khoảng góc 1 phần 4 ở phía bên đây để mình vẽ chữ L, chữ L đó. Kéo thẳng một đường trước. Sau đó ân sẽ kéo một đường ngang. Mình biết là cái chữ ở trong hình nãy ân vẽ nó dài hơn, nó bự hơn. Nhưng mà khi vẽ, ân sẽ vẽ cái outline trước cho bốn chữ cái. Xong rồi ân mới để vẽ cho nó tròn trịa, cho nó đều lên sau. Bây giờ mình chỉ vẽ line, outline trước thôi. Cái chữ O để cho vẽ cho tròn thì ân cũng sẽ đi cái khung trước xong rồi ân mới vẽ. Thì cái khung của nó ân vẽ như thế này nè, ân sẽ vẽ hai cái nét hai bên trước, tức là cái bề ngang của chữ O, chữ O nó nằm trong chùm đó thôi. Cái nét dưới ân sẽ vẽ cùng trên một đường thẳng với cái chữ L, chữ L mà ân đang vẽ bên kia. Thì mình có cái khung ở dưới, mình vẽ án chừng vậy thôi. Cái đường ở trên thì trên đây chữ L cao bao nhiêu thì ân sẽ vẽ qua bên đây chữ L, chữ O của mình cho độ cao nó bằng nhau. Thì bây giờ anh chị thấy mình có một cái hình tròn rồi ha. Bây giờ ân sẽ nối lại nha. Mình nối từ phía trên kéo xuống, nối bên đây lại. Phía bên đây kéo qua nối cái phần còn lại. Bây giờ mọi người cứ vẽ cho nó ra nét thôi, mình chưa cần phải vẽ cho thật đẹp, chút xíu mình tô lại đàng hoàng. Bây giờ anh chỉ muốn cho nó có cái khung hình trước. Ok, bây giờ chữ V ha. Thì chữ V mình sẽ vẽ cách xuống một chút xíu từ đây và chỉ vẽ xuống đến đây thôi. Thì anh ước lượng cái độ cao của chữ L để anh vẽ chữ V ở dưới. Thì cái độ mở của hai cái khung chữ V này mình chỉ vẽ bự khoảng cái chiều ngang của chữ L này thôi. Thì bên đây ân sẽ kéo xuống. Ok, thì mình có chữ V ở dưới. Chữ Y, tiếng Việt nó là chữ E đó. Thì mình sẽ kéo một đường thẳng trước. Cái đường thẳng này ân vẽ cùng một đường với lại cái nét mà mới nãy ân đánh dấu chữ O đó mấy anh chị. Thì chữ O mới nãy mình đánh dấu một nét ở đây. Thì bây giờ mình chỉ cần kéo thẳng xuống cho chữ A nó nằm ngay đó. Độ cao của nó thì bằng với chữ V thôi. Okay, mình vẽ hai cái nét ngang ở trên, ở dưới cho bằng với độ ngang của chữ O này. Nét ngang. Tiếng Việt mình á, hay viết chữ E, chữ Y á, thì hai cái nét trên nó dài hơn cái nét ở giữa một chút xíu. Nè, ân sẽ vẽ cái nét này ngắn lại. Ok, cái này là cái outline của chữ love. Bây giờ mình sẽ đi vẽ lại cho nó chi tiết ha.
thì cái nét có sẵn của như thế nào thì mình chỉ vẽ lại cho nó cân xứng thôi. Giờ giống như là mình tô màu vậy đó, tô sao cho nó thẳng, nó đẹp là được. Thì như vậy cái nét chữ của mình ra nó sẽ rất là đều. Mọi người nhớ vẽ ở trên này nữa, làm sao cho đừng có để cái nhọn. Các cái đầu á, một là mình vẽ cho nó thật là vuông, hai là mình vẽ cho nó thật là tròn. Ok, qua chữ O thì ân cũng sẽ tô cho nó đều lên thôi. Bây giờ cái nét, cái khung là mình có hết rồi, mình cứ nhắm theo đó mà mình vẽ lại thôi. Mọi người thấy như vậy có đơn giản không? Nhiều khi mình nghĩ vẽ chữ khó lắm đúng không? Viết được cái chữ trên cái ngón tay khó lắm. Mà cái chính đó là mình phải nắm được cái outline và cái khoảng cách của các chữ. Mình đừng vẽ làm sao mà hai cái chữ đầu nó thiệt là mập, cái bắt đầu xuống cuối nó còn có chút xíu, không có đủ space để vẽ thì rất là xấu. Cho nên thường khi mà vẽ, ân hay viết cái chữ vào bên giấy bên đề trước. Thứ nhất là mình không có viết sai chính tả. Lúc nhiều khi mình vẽ mình tập trung quá, mình đọc sai, mình viết sai đến bằng sai, hay là mình vẽ nó không có cân xứng. Mấy cái chữ đầu mình vẽ thiệt là bự, chút xíu mình hết chỗ, mình vẽ chữ li ti li ti. Ok, mình xong chữ O ha, chữ O. Ok, xứng chữ V ở dưới đây. Thằng sẽ vẽ cho hai nét này nó bằng nhau. Cái bóng này nó cũng giúp mình, cái độ dài này nó cũng giúp mình sửa chữ rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ lỡ mình vẽ nghiêng, cái chữ V nó nghiêng về ngoài quá, thì thay vì mình ngoài, vẽ cho bên ngoài nó dài ra, thì mình sẽ vẽ cho bên trong nó dài ra. Ý, ăn đụng cái chữ O chút xíu ăn sửa lại. Ok, là nói quá. Ok, mình sẽ vẽ cái nét ở trong đây dài hơn một chút xíu nè. Bây giờ tới chữ Y ha. Chữ Y thì kéo cho thẳng trước và vẽ lại ba cái nét ngoài, ba cái đường ngang. Hai đường trên thì nó dài hơn một chút xíu, cái đường ở giữa nó ngắn hơn một chút. Ok, thì ân sửa lại chữ O một chút xíu, nãy ân đụng cái tay vô đây làm nó méo một miếng. Cái màu này lên đẹp quá mấy anh chị ha, nó đỏ cam cam á, ăn thích quá chừng. Ok, thì bây giờ mình có chữ love ha, ăn sẽ để cho model của mình hơi đèn trước. Cái chữ love của ăn vẽ nó còn một cái bóng ở phía sau. Mấy anh chị có thể vẽ bằng cách pha màu đen với lại top coat hoặc là base coat, thì mình sẽ có cái màu đen giống như jelly vậy đó. Hoặc là anh chị nào ở tiệm mà mình có cái chai Jelly Full Gel, cái chai này lợi hại lắm nha. Thường mà khi ăn vẽ tranh á, ăn vẽ những cái nét mà cái bóng của hoạt hình hay là cái bóng mà khi ánh nắng chiếu á, thì ăn xài cái chai này rất là nhiều. Mọi người nghĩ là cái chai này để sơn thôi đúng không? Còn nha, một cái tác dụng rất là hay của nó là dùng để vẽ bóng. Cái bóng của mình á, ý ăn là vậy. Nhìn cái bóng của chữ khi mà mình nghĩ bóng cây á, khi mà ánh nắng nó chiếu xuống á. Ok, thì bây giờ khi mà vẽ bóng á, mình xác định mình vẽ cái bóng ở bên nào. Ví dụ bên phải của cái chữ hay bên trái của cái chữ, thì mình cứ theo đó là mình vẽ hết từ đầu tới cuối thôi. Thì bây giờ ân sẽ vẽ cái bóng chiếu thẳng xuống, thì cái bóng đổ ra sau nó sẽ nằm ở phía bên trái của cái chữ, tức là ánh sáng đang chiếu từ bên phải qua. Thì rất là dễ, mấy anh chị chỉ cần vẽ theo cái chữ thôi. Ví dụ cái chữ L là như vậy thì mình vẽ thêm một cái nét ở ngay bên hông. Anh chị nào mà đang có màu jelly gel á, ở trong tiệm thì mình không cần phải pha những cái màu này, mình lấy mình vẽ luôn. Thì ân sẽ chỉ vẽ theo cái nét của chữ L có sẵn thôi. Chữ O cũng vậy, mình vẽ tuột xuống dưới một chút xíu, thì mình vẽ cong theo. Cái màu này nó trong, nó không phải là màu solid,
Cho nên lỡ mà mình có vẽ lấn lên cái màu đỏ một chút xíu á, nó cũng rất là khó thấy. Mình xuống dưới một chút xíu thôi. Vẽ xuống dưới đây một chút. Vòng qua và mỏng lại ở hai cái đầu. Ok. Giờ ở bên phải của bên trái của nét này mình vẽ rồi thì bên trái của cái nét bên đây mình cũng vẽ một nét mỏng nữa. Thì nó sẽ nằm ở chỗ này nè mọi người. Đó, thì đó là cái bóng của chữ O. Bây giờ mình sẽ vẽ chữ V ha. Nét nào khi mà mình chọn cái bóng nó nằm ở phía bên trái rồi thì chữ cái nào mình cũng phải vẽ chung một nét hết. Tất cả cái bóng nó đều nằm ở phía bên trái hết. Đây, một nét nhỏ nữa. Ok, thì chữ V. Dạ, anh sẽ vẽ cái bóng cho chữ Y bên đây luôn. Người thấy rất là tiện đúng không? Hồi trước giờ mình chỉ nghĩ là màu thạch, màu jelly là dùng để sơn thôi. Bây giờ mình khám phá ra được một cái khả năng tiềm ẩn là dùng để vẽ những cái nét bóng này rất là nhanh. Ok, một cái nét ở dưới xong. Và hai cái đường ngang mình cũng phải vẽ nha. Coi như cái đường dưới cùng thì mình vẽ phía dưới rồi. Cái đường ngang ở đây mình vẽ một nét nữa. Và cái đường dưới đây mình vẽ một nét nữa. Coi như là ba cái bóng của ba nét cho chữ Y. Ok, bây giờ anh sẽ hơ đèn ha. Hello chị Thủy Trần. Hello chị Huệ Ngô. Cảm ơn mọi người đã vào xem livestream của ông nha. Mọi người vẽ theo có kịp không? Anh chị nào mà vẽ không kịp á, mình comment ở dưới hay là có câu hỏi gì á, mấy anh chị cứ comment ở dưới, ông sẽ đọc và trả lời nha. Bây giờ mình vẽ xong hai ngón rồi, cái ngón thứ ba của mình nó sẽ là một cái ổ khóa ở tay này và ân sẽ vẽ cái chìa khóa ở tay còn lại. Hello bạn Hải Đình, bạn Hải Đình nói là nhìn tay to giống bàn tay đàn ông vậy chị. Dạ, người phụ nữ có bàn tay đàn ông làm model mỗi tuần của em. Mình chị đừng chê, tuần tới chị giận, chị không làm model cho em nữa. Em không biết vẽ lên tay của ai hết. Ok, bây giờ mình vẽ cái ổ khóa ha. Thì Ân sẽ vẽ ra ngoài giấy trước để cho mấy anh chị hình dung là Ân sẽ vẽ như thế nào. Thì cái ổ khóa Ân muốn nó cũng ở trong một cái theme, một cái hình ảnh chung. Này, Ân sẽ vẽ cái ổ khóa hình trái tim như vậy trước. Mình có cái ổ khóa, mình sẽ vẽ một cái đường cong trên đây giống như là cái móc vậy. Ở giữa mình sẽ vẽ một cái lỗ hình chữ nhật, coi như là cái chỗ để mình cắm cái chìa khóa vào đó. Thì đây sẽ là cái ổ khóa. Bên cái chìa khóa thì mình sẽ có một cái nét tròn, một cái hình tròn trước giống như là cái khung của cái chìa khóa, cái chỗ mà mình cầm tay. Mình sẽ vẽ một cái trục của chìa khóa xuống. Cái chìa khóa thì cái khóa ở đây mình sẽ vẽ một hai cái răng cưa gì đó và mình sẽ vẽ một cái cọng dây ha để mình cột cái chìa khóa lại. Thành sẽ vẽ hai cái hình này lên trên hai cái ngón tay, còn lại là hai ngón trỏ thôi. Thì ông sẽ vẽ cổ khóa trước. Bây giờ mình sẽ dùng màu đỏ trước để mình vẽ cái trái tim ở dưới nha. Mới nãy ông nói khi mà mình vẽ cái trái tim nhỏ thì mình lấy hai nét mực là đủ, nhưng mà trái tim này thì nó lớn hơn, mình không có thể đi hai nét mực được. Thì ông sẽ vẽ cái outline ở ngoài, sau đó mình tô màu ở bên trong. Cũng dùng cái màu đỏ cam, màu gel số 86 thôi. Thì cái trái tim mình sẽ vẽ cho nó nằm ở ngay chính giữa của ngón tay. Ân sẽ vẽ cái chữ V xuống trước. Giống như những cái livestream khác á, Ân hướng dẫn cho mọi người rất là nhiều lần á, cách mà Ân hay vẽ trái tim là sao? Mình có một cái chữ V nhỏ ở trên, và mình sẽ vẽ thêm một cái chữ V lớn hơn ở dưới. Hai chữ V nha. Sau đó mình sẽ nối hai chữ V này lại. Thì cách này rất là dễ để mình vẽ được một trái tim cân xứng. Mình nối nửa bên đây lại nữa. Ok, thì giờ mình có cái nét chính của chữ V rồi.
thì anh chỉ lấy màu. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái miếng màu bự hơn, như là quét một mảng như đây, đặt vô giữa trước. Sau đó anh sẽ tô, anh tô kín hết cái phần ở trong. Khi mà mình vẽ được cái outline ở ngoài rồi á, thì giống như là mình học tô màu khi mà mình còn nhỏ thôi. Mọi người cứ tô kín hết phần bên trong là được, rất rất là dễ. Thì anh sẽ lấy màu nhiều hơn chút xíu. Bây giờ không còn là mình lấy một chút xíu ở đầu hay là mình lấy nguyên cái thân cọ nữa. Mình như là mình dùng cái đầu cọ mình vớt một miếng màu lên, mình đặt lên vậy đó. Tô hết xong á, thì anh sẽ đi lại cái outline một lần nữa cho nó đều và nó tròn. Bây giờ mấy anh chị có thể chỉnh sửa, mình muốn trái tim mọc hơn chút, ốm hơn chút, mình có thể chỉnh sửa được. Ok, mình đi lại một chút xíu cho các cái nét nó cân với nhau. Nét nào mới nãy mình rung tay bị răng cưa thì mình cũng có thể vẽ lại. Ok, thì anh sẽ tô sơ lại như vậy. Thì mình có một cái trái tim ha. Chỉ để nó còn hơi méo chút xíu. Ok, thì anh sẽ hơ cái này trước. Hơ khoảng 20 giây là được rồi. Okay. Thì tiếp theo anh sẽ vẽ đến cái phần móc khóa ở phía trên. Thì anh sẽ quay lại sử dụng màu đen ha. Mình sẽ chùi cái cọ đi cho sạch, xong rồi mình vẽ tiếp. Okay. Cho cái móc khóa thì mình sẽ vẽ 3 phần. Thứ nhất là mình có hai cái trục đứng hai bên. Sau đó mình sẽ nối cái đường cong ở trên lại. Khi mình vẽ, mọi người đừng nghĩ phức tạp quá, nghĩ đơn giản đó thôi. Break out, chia thành những cái khúc nhỏ thôi. Nếu mà mọi người nghĩ, nếu mà ông lấy cái cọ, ông vẽ một đường cong từ đây qua đây cũng được chứ, nhưng mà rất là khó và không có thuận tay cho mình nữa, thì mình không có tự làm khó mình làm gì cả. Ông sẽ vẽ một cái nét bên đây, thẳng xuống. Nét bên đây, thẳng xuống. Hai cái nét này là ân vẽ ngay giữa. Ví dụ nửa trái tim bên đây, ân vẽ xuống một nét giữa. Nửa trái tim phía bên đây, ân cũng vẽ xuống một nét giữa. Cứ vẽ trước đã, chút xíu mình tô cho nó dài lên sau. Bây giờ ân mới nối cái khúc này lại. Ok, thì mình có một cái nét gọi là outline sơ bộ như vậy. Thì bây giờ ân mới vẽ chi tiết vô để cho cái đường này nó cong và nó dài đều từ bên trái sang bên phải. Hoặc là anh chị nào thuận ngược lại thì mình vẽ từ phải sang trái cũng được. Không nhất thiết là phải vẽ chung một bên. Ai thuận bên nào thì vẽ bên đó thôi. Ok, nè cái nét dưới đây. Mình sẽ đi lại một lần nữa cho nó tròn. Và nó đều cái đường cong của mình. Bên đây nữa. Ok, thì mình có cái đường cong cho cái ổ khóa ở trên ha. Cho cái chỗ để mà mình đút cái chìa khóa thì anh sẽ vẽ một cái hình chữ nhật. Này, anh kéo 3 đường như đây. Xong mình vẽ lại cho nó cân đối thôi. Này, anh kéo 3 đường ngang để cho nó dạy cái nét mực của mình lên. Xong anh tô lại cho nó thành hình chữ nhật. Ok, giờ mình vẽ thêm một cái đuôi xuống dưới chút xíu. Ok, là mình có cái ổ khóa ha, thì ông sẽ hơi đèn bên đây trước. Bây giờ đến cái bóng cho cái ổ khóa. Cái chữ mình vẽ bóng thì cái ổ khóa ông cũng muốn cho nó vẽ bóng. Và mọi người nhớ mình vẽ bóng bằng cái gì không? Cũng là chai này đây, Jolly Pool Gel số 18. Ok, thì mình vẽ bóng. Cái chữ love, mình vẽ bóng, cái bóng của nó nằm ở phía bên trái của cái chữ. Thì tương tự, cái trái tim mình cũng phải vẽ như vậy. Các cái hình trang bề mặt là mình vẽ chung một nét hết, một cái hướng ánh nắng hết. Nên anh sẽ vẽ phía bên trái của trái tim. Người chỉ cần vẽ một cái nét dài đi theo cái hình trái tim là được.
xuống tới bên dưới đây luôn. Ok. Chỉ là vẽ từ cái móc ổ khóa đi xuống nha thôi mọi người. Tại vì cái nét ở đây thì nó đã bị cái ánh nắng che mất rồi, bị cái trái tim che mất cái ánh nắng rồi. Mình vẽ nửa bên đây lên. Và mình sẽ vẽ một chút xíu ở đây nữa. Cái bóng nó sẽ còn một ít ngay đây. Ngay khúc này nè mọi người, một chút xíu thôi. Ok, cho cái đường tròn ở trên thì mình sẽ vẽ một chút xíu bên góc này. Và một chút xíu ở phía bên phải đây. Ok, thì mình có cái ổ khóa, trái tim, có bóng, rất là đẹp. Ok, anh thơ đèn cái này trước nha. Ở tay bên kia thì mình sẽ có cái chìa khóa. Anh cũng sẽ dùng màu đen luôn. Thì anh sẽ chùi sạch cái cọ này trước. Ok, bây giờ mình tới tay còn lại ha. Cho cái chìa khóa, mình sẽ chia nó ra làm 4 phần đi. Thì mình vẽ cái đường cong cho cái tay cầm trước, mình vẽ cái đường thẳng cho cái thân của cái chìa khóa, mình vẽ cái chìa khóa phía trước và mình vẽ cọng dây. Tất cả thì anh sẽ đều vẽ bằng màu đen hết. Mình chỉ có thể vẽ bằng màu đỏ cũng được, nhưng mà anh muốn cho nó cân đối, tại vì bây giờ mình có rất là nhiều màu đỏ rồi. Cho nên cái chìa khóa này anh vẽ màu đen, mà mình thấy chìa khóa nó cũng có màu đen nhiều nữa, nhiều hơn màu đỏ. Mình sẽ lấy mực lên, giờ vuốt cho nó mỏng chút xíu. Vẽ hết, mình vẽ hết những cái outline trước nha mọi người, xong rồi mình mới đồ cho nó đậm lên. Thì anh sẽ vẽ cái đường tròn cho cái ổ khóa trước. Okay. Cái outline như vậy thôi. Bây giờ anh chưa có vẽ cho nét nó đều hết đâu. Mình vẽ cái outline này xong, mình sẽ có một cái nét thẳng kéo xuống ngay giữa của cái ngón tay luôn. Kéo một cái trục thẳng xuống. Bây giờ tới cái phần đầu của cái chìa khóa, anh sẽ có hai đường ngang. Một đường, thêm một đường nữa ở ngay đây. Rồi, xong cái phần chính của cái chìa khóa. Mình có thêm một hai cái răng nhỏ nhỏ ở đây, giống như là cái răng của cái chìa khóa vậy. Giờ việc tiếp theo của mình là vẽ làm sao cho những cái đường này nó dài lên và nó đều với nhau. Thần chỉ tô cho nó dài lên thôi. Và mình vẽ làm sao mà không có bị răng cưa, các cái nét nó dài đều là cái hình của mình ra nó đẹp. Mà giống như là bây giờ nó có cái mẫu sẵn rồi, mọi người chỉ cần vẽ theo thôi, đồ theo cho nó đều và đẹp lên thôi. Thì nó sẽ dễ hơn là khi mà mình cố mình vẽ từ từ từng nét cho nó dài mà nó đều, thì nó rất là dễ bị mất cân đối. Nãy mà mình vẽ cái outline đỡ chỗ nào mình vẽ có hơi móc vô, thì bây giờ mình cũng có thể làm cho nó dài lên lại được. Okay, thì mình vẽ cho tròn cái nét ở trên này. Còn méo một chút xíu ngay đây, thì ông sẽ tô lại luôn cho nó đều nè. Ok, bây giờ xong cái đường tròn thì mình có cái đường thẳng cũng vậy. Mình vẽ cho nó dài lên và nó dài đều. Thẳng tắp trước sau. Ok, hai cái nét ngang. Mọi người thấy cái mực đen này nó rất là dày mực ha, và nó rất là đặc. Cho nên như mới nãy ông vẽ cái ván cờ Axo á cũng vậy. Ông cũng vẽ hết một lần xong rồi ông mới hơ. Mình không có sợ là màu nó bị chảy, bị nhòe ra. Nên rất là tiện. Ông thì thích cứ vẽ hết một lần rồi hơ luôn. Hơi lắc nhắc nó cũng mệt. Ok, mình vẽ những cái nét này cho nó dài lên một chút xíu nữa thôi. Ok, thì cái này là cái chìa khóa của mình. Và cái cọng dây ân sẽ vẽ bằng màu đỏ. Ok, bây giờ ân hơ đèn nha.
Mọi người có câu hỏi nào cho anh không? Mấy anh chị đang coi live. Hello Chí Minh. Hello chị Trinh Nguyễn. Hello mọi người. Mấy anh chị có thắc mắc gì về sản phẩm, về cách vẽ, mấy anh chị cứ comment ở dưới, anh sẽ trả lời nha. Tay này là mình xong rồi, bây giờ mình chỉ chờ cái tay kia nữa thôi. Cái phần cuối cùng của mình nó sẽ là cái dây treo chìa khóa. Mà mình vẽ sao cho nó giống như là cái dây đang móc vào trong cái chìa khóa thì nó có một cái trick. Bạn sẽ cũng dùng lại cái màu đỏ 86 nha. Bây giờ anh sẽ vẽ từ cái đường màu đen này, anh sẽ đụng vào cái đường màu đen, vẽ một đường chéo lên, cong cong một chút xíu. Mọi người đừng vẽ thẳng đó nha, vẽ một đường chéo cong như vậy. Cái nét thứ hai mình vẽ, mình sẽ vẽ từ dưới đây đi lên. Khi mà mình vẽ một cái nét ở dưới và một cái nét từ trên đi lên như vậy thì nó tạo cho mình cái cảm giác như là cái cọng dây nó đang móc vào trong cái chìa khóa vậy. Ok, mà mình sẽ vẽ lại cho cái nét này nó đều mực. Dạ, anh sẽ hơ đèn. Thường ở trong tiệm á thì những cái chỗ nào mà cần tô màu á, anh thích lấy màu G-Gel để tô, tại vì nó đặc vừa, nó rất là dễ tô. Những cái chỗ nào mà cần vẽ line, những cái đường mà phải thật là sắc, thật là chi tiết thì ông sẽ xài những cái hũ màu của Zonal thì nó đặc và nó giữ cái nét của mình mảnh hơn. Ok, thì cái chìa khóa ông cũng vẽ thêm một cái bóng ở phía sau. Mọi người nhớ nha, tất cả cái bóng của mình đều phải vẽ cùng một hướng. Thì bên đây mình vẽ bên trái của cái chữ thì cái chìa khóa cũng vậy, mình cũng phải vẽ bên trái của cái chìa khóa. Nhưng mà cái chìa khóa của mình thì nó rất là nhỏ, nó mảnh, cho nên mình vẽ cái bóng của nó cũng mảnh mảnh thôi. Ở phía bên trái của cái chìa khóa mình vẽ thêm một cái nét mực mảnh vào đây, thẳng một đường từ trên xuống dưới cho cái trục. Dạ, ở phía dưới của những cái đường ngang này mình cũng vẽ thêm vào, và một chút xíu cho cái cọng dây nữa nha, mà thật là mỏng thôi, cái cọng dây của mình nó rất là mỏng. Mình chỉ cần vẽ một đường thật là mỏng bên cạnh cái cọng dây là được. Rồi mình vẽ một cọng bên đó, một cọng bên đây, một chút xíu thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ hơi đèn cái này. Giờ anh sẽ sơn top coat lên nha. Thì cái top coat mà anh thích xài nhất á là chai crystal top coat, tại vì ở dưới đèn nhìn nó rất là bóng. Nhìn rất là nhiều khách của anh khen và họ nói là mình thấy rõ cái sự khác biệt khi mà mình dùng cái crystal top coat luôn á. Nó bóng hơn những cái top coat thường rất là nhiều. Ok, thì cái design này mọi người thấy không? Vừa nhanh, vừa dễ. Ngày mai vào tiệm á, có khách nào muốn vẽ design cho Valentine thì mấy anh chị có thể bắt đầu tập vẽ mẫu này được rồi. Và anh rất là muốn nhìn thấy mấy anh chị vẽ và chụp hình để gửi cho Team Journal. Thì cái đó là một cái món quà rất là vui cho anh. Thì khi mà thấy mấy anh chị vẽ được những cái design mà anh hướng dẫn, thì anh sẽ sơn shiny top qua lại những cái ngón mà anh vừa vẽ. Một ngón nữa, ngón nhỏ này nè. Cái màu đỏ thì ân sơn top coat lúc ân sơn màu rồi nên mình không có cần sơn lại nữa. Ok, thì cái lớp này với lớp top coat, lớp cuối cùng thì thường ân sẽ hơ mỗi tay 60 giây để cho make sure là cái top coat nó khô hết và nó bóng đẹp. Ok, thì vậy là mình xong rồi. Mọi người chờ một chút xíu nữa ân sẽ đưa cả hai tay cho mọi người xem luôn nha. Anh chị nào vào sau á, chút xíu mọi người có thể coi lại từ đầu. Thì cái design này rất rất là cưng, rất là dễ thương.
Cảm ơn mọi người đã like cái livestream của ông nha. Mọi người nhớ chia sẻ nữa để cho nhiều nhiều những anh chị nào mà tối hôm nay mấy anh chị chưa coi được thì mình có thể coi lại và học vẽ cùng với ông. Hello cô Ngân Dương. Hello cô Kim Loan. Xin chào mọi người và cảm ơn mọi người đã vào coi livestream của ông nha. Ok, thì ở đây ông có một tay ha, hai tay, xong rồi. Okay, rất là dễ thương, màu hồng rất là bánh bèo. Thì hy vọng mọi người sẽ có một tuần làm việc tốt và mình thử tập vẽ theo những mẫu design mà ông chia sẻ. Và ông chúc mọi người vẽ đẹp và kiếm được nhiều tiền nha. Bye bye and good night mọi người. Thank you.